anh Bắc Mỹ đâu bằng Việt Nam đâu đúng không? Thực ra thì nó một câu thật lòng ấy, tức là mình cũng gọi là sợ anh em bị phật ý nhá, nhưng mà rank thách đấu không phải rank đấu mà rank bên Mỹ ấy, nó chất lượng hơn rank Việt Nam. Rank Việt Nam thì nếu mà có những game mà có nhiều game thủ VCS nên nó sẽ đánh rất là hay, nhưng mà rank Việt Nam thì nó không đủ số lượng người hay để chơi, cho nên là khi mà anh em mình tìm game á, có những trận mà cái trình độ nó bị chênh lệch quá lớn làm cái game nó mất hấp dẫn. Ê, con Lucian mình chơi cũng nhiều này, bây giờ siêu phẩm Lucian lại không mua thì tiếc. Anh em ơi, tôi hứa nạp đúng đủ tiền để mua Lucian thôi, không nạp tiền nữa đâu. Con Lucian mình chơi nhiều mà, mua cái trang phục chơi cho nó ra ngô ra khoai. Thiếu bao nhiêu nhỉ? Thiếu 50, 50 phải nạp 80 rồi. Ok, món đồ ra của bạn. Rank Trung Quốc đánh hay hơn rank Bắc Mỹ? Ừ, đúng rồi, mình nghĩ rank Trung Quốc hay hơn rank Bắc Mỹ. Nhưng mà Bắc Mỹ là hay hơn rank Việt Nam. Mình nghĩ rank mà hay nhất thì vẫn là Hàn Quốc. Sau đó thì có thể là đến châu Âu hoặc là Trung Quốc. Còn rank Bắc Mỹ thì nó sẽ là sau mấy cái rank châu Âu và Trung Quốc. Mình chưa đánh những server khác, cho nên là chắc là chỉ có những server chính ấy thôi. Những server mà người ta hay chơi đấy là rank chung mà chỉ có Trung Quốc chơi rồi. Rank Hàn và rank châu Âu là thấy nhiều người người ta gọi là luyện tập ở những cái rank đấy có hiệu quả. Rank Mỹ thì rank Bắc Mỹ thì bị người ta than nhiều tại vì ping bên đấy cao. Rank Đài Loan không hay ấy, không chất lượng đâu nhờ. Tại vì rank Đài Loan thì mình thấy game thủ ở bên Đài Loan ấy, người ta đánh rank Hàn hết rồi. Đồng nghĩa với việc rank Đài Loan là sẽ bị giảm chất lượng. Test skin anh em ạ. Vừa mua skin. Vừa mua skin vào test luôn. Hợp lý chưa? Đi cùng ai nhờ? Mình nghĩ là đi cùng Kassadin. Kassadin mid, Echo rừng và Yveltop. Mình đang đọc thông tin về vụ virus. Ghê lắm anh em này, cẩn thận nhé anh em. Anh em cố gắng phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay sát khuẩn bất cứ lúc nào có thể, và cố gắng là uống nhiều nước, nhiều cam, nhiều C để cái sức đề kháng mình tăng. Thôi anh em ạ, ăn nhẹ cái bánh để lấy sức đánh team. Sẽ đi đánh chưng chắc quá nhở. Em đừng đẩy sớm nha anh em. Em đợi tích một quay, tôi nghĩ là đến quay 3 là hợp lý. Cái xe, rồi đấy anh em đẩy lẹ vô là anh em sẽ cấu máu trong cung, anh em sẽ cấu được rất nhiều máu đấy. Bây giờ nó đang full máu đâu, tí mình cấu máu cho anh em coi. Đây là đẩy vô này, đây đẩy lẹ luôn, tại vì em đừng đợi như này thì quay sau sẽ nhập vô sớm, và quay sau nhập vô sớm thì không tốt, thì băng trụ luôn á. Chim ba chưa? Băng trụ à? Xe đâu hả? Con xe. Con ô tô, nhà tôi để nhà. Ô tô này tôi không thèm ăn. Em đừng nói chuyện, đừng nói với tôi về con xe nữa được không? Đừng có nhắc đến con xe của tôi nữa. Không không băng trụ đâu nha anh em. Tại vì không không đẩy vô chú nha anh em, tại vì đẩy bên này nó bự quá. Mình chỉ làm cho mất lính không pha mà thôi. Cắm mắt cánh Echo cái này. Cố gắng đừng có làm con xe. Đấy, không cho làm con xe này. Ông Ire bỏ nhà đi bộ rồi. Echo thì ở đây. Rồi kìa. Đây hơi ẩu anh em ạ, phải lấy để cái cô gì hơi nhiều máu. Sao? Là mất cái thế trận thôi chứ không có bị vấn đề gì cả. Nice. Mình cứ hẹn một mình băng trụ được con này, mình nghĩ vậy. Nói tiếp, hay quá bắn được thêm cái nào con này này. Đẩy vô luôn. Sẽ băng trụ. Mình sẽ không để ông hit nhiều HP, ông sẽ lên level 6 mình sẽ toang. Không cho farm nha anh em. Không farm đâu.
Đói hả? Chết đói hả? Mày chết đói hả? Nice! Không dám nói to. Đêm rồi không dám nói to. Mất rồng kìa. Chết luôn kìa. Nice! Good, good, good. Good TP, ok. Very good. Very good. Hai em ơi. Rồi, thì có lưu xin bắn đèo nhỉ? Game là dễ rồi. These guns run on fury. I never run out. Đây, thằng đây, thằng đây. Đón đầu cái điểm đến. Tha anh ơi à? Không tha. Ui. Cái này. Đúng lúc tôi bắn quy, đúng lúc tôi bắn quy thì bị con Nami nó cản. Bắn quy phát chết hai thằng. Ba bi rồi. Quy phát chết hai thằng anh em ạ. Mất hai spell tôi luôn. Chết luôn ạ. Cục chết rồi chứ. Em tin tôi bắn giờ bắn 2 viên. Tức là 2 viên nội tại là 4 viên. Là một thằng chết không? Không phải một thằng chết mà là sẽ là thằng AD hoặc là support. AD hoặc là support thì cũng có giáp. Chị. Ok chị anh em.